Chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú cùng với Đào Duy xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, những câu chuyện hấp dẫn của chúng ta ngày hôm nay đã được chúng tôi cập nhật từ phương Đông sang tận phương Tây. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, có một thị trấn nhỏ ở miền nam đất nước Italia có tên là Amberobello. Dù có diện tích không lớn, chỉ khoảng 15 km², nhưng thị trấn này có một sức hút rất đặc biệt với du khách bởi vẻ độc đáo của những công trình kiến trúc chỉ có tại đây. Vùng đất này tươi đẹp và thanh bình tới mức nhiều người có cảm giác như mình đang đặt chân vào thế giới cổ tích. Và ngay bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng bước đến thế giới này với chúng tôi nhé. Theo tiếng Italia, tên gọi của thị trấn Amberobello có nghĩa là rừng cây đẹp, do từng có một rừng cây sồi cổ xưa bao quanh thị trấn. Nơi đây lôi cuốn bước chân du khách bởi những ngôi nhà được xây bằng cách xếp chồng các tảng đá lên nhau mà không cần hồ vữa, hình mái vòm, hình nón hoặc hình kim tự tháp xinh xắn. Các ngôi nhà này được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996. Dù chỉ là thị trấn với 11.000 dân, nhưng Amberobello có nhiều hơn 3 viện bảo tàng, trưng bày mọi thứ liên quan đến cuộc sống của người dân nơi đây. Ngoài ra còn có rất nhiều cửa hàng, nhà hàng và quán bar xinh đẹp để du khách thư giãn. Cuộc sống bình yên nơi này như tách khỏi sự xô bồ, ồn ào, khói bụi, khiến du khách cứ quyến luyến không muốn rời đi. Có một cái sa mạc tên là Karakum trên lãnh thổ Turkmenistan từ lâu đã thu hút du khách đến khám phá bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Ngoài những cái đụng cát nè, ngoài những cái ốc đảo hay là vùng đất khô cằn, thì ở nơi đây còn có một cái điểm tham quan rất độc đáo mà những ai đã có một lần đặt chân đến đều không thể nào quên được. Vâng, thưa quý vị, Đại Duy đang muốn nói đến một cái hố mà luôn có lửa cháy, nhiều người gọi tên đó chính là cửa địa ngục ở vùng trung tâm của sa mạc Karakum. Mà nếu là cửa địa ngục thì chúng ta có nên đến tham quan hay không? Nó có nguy hiểm gì hay không? Vậy thì mời quý vị cùng theo dõi nhé. Cửa địa ngục còn được gọi bằng một cái tên khác là hố Davaza. Hố này rộng khoảng 70m và sâu 30m và luôn có lửa cháy trong gần 50 năm qua. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết được chính xác nguyên nhân của việc lửa bốc cháy không ngừng ở miệng hố này. Có giả thuyết cho rằng cái hố này xuất hiện vào năm 1971 khi các nhà địa chất vào thời Liên Xô phát hiện ở đây có một mỏ dầu. Tuy nhiên, sau khi họ khoan tìm miệng hố bị sụp xuống, khí độc tỏa ra, vì lo sợ những chất khí đó gây ô nhiễm môi trường, họ quyết định châm lửa đốt với hy vọng khí ga sẽ cạn kiệt trong thời gian ngắn. Song trái với dự tính của các nhà địa chất, còn lửa vẫn không tắt mà vẫn cháy liên tục cho đến ngày nay. Hiện cổng địa ngục đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới. Quần sáng từ ngọn lửa có thể nhìn thấy cách xa vài km. Do hơi lửa nóng và nồng độ khí ga cao, nên du khách được khuyến cáo không nên đứng gần miệng hố quá 5 phút. Tại miền Bắc của đất nước Tây Ban Nha, có một lễ hội, một sự kiện văn hóa rất độc đáo được mang tên là lễ El Colaco, hay còn gọi là lễ nhảy qua em bé. Sự kiện tôn giáo truyền thống này được tổ chức nhằm xua đuổi những điều xấu, giúp cho các em bé khỏe mạnh. Không biết nhảy qua có nguy hiểm không ta? Buổi lễ này diễn ra tại làng Castillo de Murcia. Hơn 100 em bé được đặt nằm trên những tấm nệm dưới một khoảng sân trống. Sau đó, những người đàn ông mặc trang phục hai màu vàng và đỏ tượng trưng cho con quỷ tên El Colacho nhảy qua những em bé này trước sự hò reo của dân làng đứng xung quanh. Người ta tin rằng trong khi nhảy, con quỷ El Colacho đã thu lấy những điều không may và mang đến sự tốt đẹp, bảo vệ cho các bé khỏi bệnh tật, những điều xui rủi. Lễ nhảy qua em bé ra đời cách đây gần 400 năm và được tổ chức hàng năm sau lễ trừ tà Corpus Christi. Trước kia, sự kiện truyền thống này chỉ có dân làng tham gia, nhưng gần đây còn có sự góp mặt của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Cho đến nay, người ta vẫn chưa rõ nguồn gốc của sự kiện này, nhưng nhiều nhà văn hóa cho rằng chúng có liên quan đến những nghi thức sinh sản. Trong 4 thế kỷ qua, dù chưa có bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với những em bé, song đây được xem là một trong những nghi thức có nhiều rủi ro nhất thế giới. Ở tỉnh bang British Columbia của đất nước Canada, có một hồ nước rất khác lạ mà bất cứ du khách nào đứng trước vùng hồ này đều liên tưởng đến một họa sĩ để quên cái bảng màu khổng lồ của mình giữa thiên nhiên hoang sơ. Thưa quý vị, Đại Duy đang muốn nói đến hồ Swartic, nơi được hợp thành từ nhiều hồ nước nhỏ. Vùng hồ này níu chân rất nhiều du khách thích khám phá thiên nhiên và sẽ là điểm tham quan tiếp theo mà chúng ta sẽ đến ngay sau đây.
Hồ Spottik còn được gọi là hồ chấm bi hay hồ Kiluk theo ngôn ngữ người bản địa, nằm ở thị trấn Osoyoos thuộc thung lũng Okanagan. Hồ nước này rộng 15 hectare và nổi bật với những cái đốm khổng lồ mang nhiều hình dạng khác nhau. Theo nhiều nhà khoa học, hồ Spottik có tỷ lệ khoáng chất trong nước cao nhất thế giới, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất là canxi, magie và sulfat. Vùng hồ khác lạ này trở nên đẹp nhất là vào mùa hè, khi nước trong hồ bốc hơi, để lại khoáng chất kết tủa trên bề mặt lòng hồ. Tùy theo lượng của các khoáng chất và sự kết hợp giữa chúng mà các chấm bi mang những màu sắc khác nhau. Theo người dân địa phương, nước trong hồ Spottik có thể chữa lành vết thương và nhiều bệnh về da như mụn nhọt, nhiễm trùng da. Bên cạnh đó, vùng ở đây còn dùng để trị bong gân, làm tan những cơn đau. Mỗi năm có hàng ngàn lượt du khách đến vùng hồ khác lạ này để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên kết hợp với việc chữa bệnh. Vẻ đẹp kỳ lạ của hồ Spottik vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo cùng với chúng tôi nhé. Bye bye.